Ừ, dưới cơ mông lớn là gì? Đây là cơ mông lớn. Dưới mông lớn là mông nhỏ. Dưới mông lớn là mông nhỏ. Rồi nói đi. Kinh gì vậy? Cơ trước là kinh sau. Trời ơi, bắt đầu rồi. Này là cơ may. Nó lớn lên. Cơ may. Cơ may. Dở ra. Này là cơ thẳng đùi. Dở ra. Này là cơ rộng ngoài, rộng giữa, rộng trong. Này là cơ thắt lưng chậu. Này là cơ lược. Này là cơ khép dài. Này là cơ khép lớn. Cơ khép lớn, cơ thon. Này là giải chậu chày. Này vẫn rộng ngoài luôn. Này là cơ thắt lưng. Cơ căng. Này căng mặt cười. Lâu không nghe. Này là cơ mông bé. Cơ hình lê. Sinh ra trên, bịch trong, sinh ra dưới. Cơ dung bồi. Này là cơ bán gân. Nhị đầu đuôi. Đầu dài của nhị đầu đuôi. Nó gắn lộn cái gì chị? Đúng rồi, đầu ngắn của nhị đầu đuôi. Đây mới là cơ bán gân. Ở dưới là cơ bán màng. Chương trình. Bán gân, cơ bán màng. Màng đây, cái màng chỉ là cái màu trắng này thôi. Cái này là cơ khép lớn. Khép lớn nha. Okay. Lớn lên. Cơ khép lớn. Khớp lớn này đúng không? Đúng. Rồi. À, chưa ta. Rồi. Xuống dưới. Xuống dưới đi. Này là cơ bụng chân. Này là bụng trong. Đó ra. Cơ bụng chân. Này cơ dép. Này gân cơ dép. Này là gân cơ gan chân. Này là cơ dép. Gân cơ gan chân. Gân cơ gan chân. Đây là cơ dép. Cơ dép này nè. Rồi. Này là gân gót. Gân gót. Gân gót. Này là cơ gấp ngón cái dài. Ừ. Đây là cơ gấp cái ngón chân dài. Ừ. Này là cơ khẻo. Cơ khẻo. Cơ khẻo. Chân khẻo mà. Khẻo. Cơ khẻo. Khẻo này cơ chạy sao? Chạy sao? Chạy sao lại đây nè. Gân cơ chạy sao nè. Rồi. Gân cơ chạy sao. Gân cơ chạy sao. Gân cơ chạy sao. Đây là cơ mát dài. Ừ. Cái này cơ mát ngắn của quay em vậy. Có. Mày đang hỏi đâu em mát dài. Mát ngắn. Đây là cơ duỗi các ngón chân dài. Này là cơ duỗi ngón cái dài. Này cơ chạy trước. Bàn chân nè, xin bàn chân. Này là cơ duỗi cái ngón chân ngắn. Cơ duỗi cái ngón chân ngắn. Này là cơ duỗi ngón cái ngắn. Này là cơ xương cốt mu bàn chân. Xương cốt mu bàn chân. Cơ giãn ngón cái. Ngón cái. Cơ gấp ngón cái ngắn. Cơ gấp ngón cái ngắn. Cân gan chân. Cân gan chân. Đứng lên. Này là cơ gấp cái ngón chân ngắn. À. Cơ giãn ngón út. Cơ giãn ngón út. Từ từ thôi. Cơ gấp ngón út. Cơ gấp ngón út ngắn. Đâu có dài đâu ngắn. Ờ vậy hả? Đó là động mạch rồi. Đó là động mạch tĩnh mạch. Rồi quay lại bắt đầu.